Yến Ngọc và Tấn Phước kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2024 gửi đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest 2024. Quốc hội thảo luận về dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi. Cần giải pháp quyết liệt phòng chống tội phạm trên không gian mạng. Hợp tác quốc phòng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiều qua tại Hải Phòng, dự ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest 2024 với chủ đề chung tay phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp ba chung, chung sức đồng lòng, chung tay hành động, chung hưởng thành quả trong khởi nghiệp sáng tạo. TechFest 2024 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 11 tại thành phố Hải Phòng với gần 150 hoạt động. Đây là cơ hội để tìm hiểu về cơ chế chính sách, tìm kiếm hợp tác đầu tư, kết nối nguồn lực đối tác để triển khai các sáng kiến thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Coi đây là một trong những quốc sách hàng đầu cho phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, khởi nghiệp sáng tạo là một trong những động lực tăng trưởng mới. Trên tinh thần đổi mới để bay cao, sáng tạo để vươn xa, hội nhập để tiến lên, Thủ tướng nêu 6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, trong đó xác định rõ lĩnh vực phát triển bao gồm kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế trí thức, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, đảm bảo nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất cho khởi nghiệp sáng tạo. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, chiều hôm qua Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi. Các đại biểu cơ bản đồng tình với sự cần thiết sửa đổi luật để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục những bất cập của luật hiện hành, đồng thời thảo luận cho ý kiến đối với nhiều nhóm chính sách và các điều khoản cụ thể trong dự thảo luật, trong đó có nội dung về việc đáp ứng các mục tiêu của cải cách hệ thống thuế, đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, lộ trình tăng thuế suất, giảm thuế. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra những thay đổi to lớn đến đời sống kinh tế xã hội, tuy nhiên cũng đi kèm theo một loạt nguy cơ, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng và tội phạm trực tuyến. Và một trong những hình thức phổ biến của tội phạm trong lĩnh vực này đó là sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Theo các đại biểu Quốc hội, thì nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng này là do nhận thức của người dân chưa theo kịp với sự phát triển của công nghệ số. Việc mua bán thông tin trên không gian mạng diễn ra công khai chi tiết, được trao bán từ họ tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, điện thoại, số tài khoản, chức vụ, vân vân. Chính vì vậy, các đại biểu mong muốn luật dữ liệu sẽ sớm được Quốc hội thông qua để nâng cao nhận thức người dân, quản lý tốt hơn, đấu tranh có hiệu quả hơn với những hoạt động lợi dụng không gian mạng, lợi dụng công nghệ cao để vi phạm pháp luật. Kỷ niệm 60 năm bến Dũng Đô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của tàu không số 28 tháng 11 năm 1964. Hôm qua, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm tặng quà các nhân chứng lịch sử, những người đã tham gia chiến đấu bảo vệ bến tàu và vận chuyển vũ khí từ tàu không số đường Hồ Chí Minh trên biển. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trung tá Hồ Đắc Thạnh, nguyên thuyền trưởng tàu 41 với 12 lần chỉ huy tàu không số vận chuyển vũ khí chi viện vào miền Nam, thăm thiếu tá Ngô Văn Định, nguyên chiến sĩ đơn vị bảo vệ bến Dũng Rô K-60. Bến tàu Dũng Rô thuộc địa bàn thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên là bến tàu quan trọng ở khu vực miền Trung, được Trung ương và khu 5 chọn để đón các chuyến tàu không số tiếp tế vũ khí, hàng chi viện cho các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Đắk Lắk, góp phần cùng quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam
thống nhất đất nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện số 121 về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp điều tiết cung cầu, bình ổn thị trường và các chính sách khuyến khích tiêu dùng. Cùng với đó, rà soát, nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng các sản phẩm trong nước và toàn cầu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước tại các kênh phân phối truyền thống và hiện đại, tích cực hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngành công thương tích cực tổ chức các chương trình khuyến mại trên phạm vi vùng và toàn quốc, đưa hàng hóa đến vùng sâu vùng xa, các khu công nghiệp để kích cầu tiêu dùng trong nước. Hôm qua, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra và tổng duyệt công tác tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng nhằm quảng bá tiềm lực quốc phòng của Việt Nam và cũng là cơ hội để tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12 tại sân bay Gia Lâm, có quy mô hơn 100.000 m2. Diện tích trưng bày trong nhà là 15.000 m2 và ngoài trời hơn 20.000 m2. Đến nay đã có 56 doanh nghiệp, tập đoàn của 36 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới đăng ký tham gia. Lễ khai mạc triển lãm với chương trình biểu diễn hoành tráng mang chủ đề Việt Nam, hòa bình, hợp tác, phát triển. Kết cấu chương trình sẽ có màn trình diễn bay chào mừng của Không quân Việt Nam. Khoảng 2.200 cán bộ chiến sĩ đặc công trình diễn võ thuật, kỹ thuật. Bộ đội biên phòng sử dụng 80 khuôn khuyển cùng với 80 huấn luyện viên trình diễn. Triển lãm sẽ mở cửa miễn phí cho người dân vào tham quan từ 13:30 từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 12. Tại dự án luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế thu nhập với chuyển nhượng tín chỉ carbon lần đầu cho cá nhân và doanh nghiệp. Trước đó, tại dự thảo luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, doanh nghiệp cũng được đề nghị miễn thuế với hoạt động này. Bộ Tài chính cũng đề xuất miễn thuế với thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau phát hành và tiền lãi từ trái phiếu này. Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc miễn thuế trong các trường hợp này nhằm thúc đẩy các hoạt động phát triển bền vững hướng tới thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị Khí hậu COP26. Một số nước có chính sách miễn giảm thuế thu nhập từ chuyển nhượng tín chỉ carbon như Thái Lan. Trong khi đó, Malaysia, Trung Quốc miễn thuế này với chứng chỉ giảm phát thải. Còn Mexico, Ấn Độ, Mỹ áp dụng nhiều chính sách ưu đãi thuế để thúc đẩy thị trường trái phiếu xanh. Cũng tại tờ trình đề nghị xây dựng dự án luật thuế thu nhập cá nhân mới, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thu nhập phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng SIM số điện thoại vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Hiện nay thì luật quy định 10 loại thu nhập phải chịu thuế, gồm thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại, thừa kế và những quà tặng. Bộ Tài chính đánh giá các loại thu nhập chịu thuế này về cơ bản phù hợp với thực tiễn tình hình kinh tế xã hội cũng như thông lệ quốc tế. Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Festival Sản phẩm Nông nghiệp và Làng nghề Hà Nội lần thứ 3 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 tại khu đô thị Myland. Sự kiện nhằm tôn vinh và quảng bá sản phẩm nông nghiệp làng nghề lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội. Festival có không gian 5.000 m2, thu hút 260 đơn vị trong nước và quốc tế tham gia trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm nông nghiệp, làng nghề, sinh vật cảnh có giá trị, nghệ thuật, kinh tế cao. Du khách có thể trải nghiệm, mua sắm, thưởng thức những món ăn đặc sắc. Đây là sự kiện văn hóa kinh tế quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh nông sản Hà Nội đến với người tiêu dùng và du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của thành phố. Thưa quý vị, hội thảo triển lãm Internet Day 2024 với chủ đề Bước tiến mới cho Internet Việt Nam, bước phá với DC Cloud, 5G và AI vừa diễn ra tại Hà Nội. Theo Hiệp hội Internet Việt Nam, số lượng người sử dụng Internet tại Việt Nam dự báo sẽ liên tục tăng trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2029.
Ước tính sẽ có hơn 100 triệu người dùng Internet vào năm 2029. Đây là cơ hội rộng mở cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc triển khai 5G tại Việt Nam với việc đấu giá thành công các băng tần cho các nhà mạng. Thời gian tới, Việt Nam sẽ đưa ít nhất 2 tuyến cáp quang biển mới vào khai thác trong năm 2025, đồng thời dự định bổ sung thêm ít nhất 8 tuyến cáp quang biển đến năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển, thương mại điện tử là xu hướng tiêu dùng được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, đi kèm với những tiện ích của giao dịch mạng thì tình trạng hàng giả, hàng nhái, kinh doanh qua thương mại điện tử đang dần trở nên phổ biến, gây thiệt hại không nhỏ đến nền kinh tế, an toàn sức khỏe và mất niềm tin cho người tiêu dùng. Đây là những mỹ phẩm thương hiệu Nhật được ưa chuộng tại Việt Nam. Nếu bằng mắt thường sẽ rất khó phân biệt. Theo chuyên gia Nhật Bản, những sản phẩm trưng bày tại đây bị làm giả giống đến 90%. Chủ yếu vi phạm liên quan đến thương hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp. Khi người tiêu dùng nhầm lẫn giữa hàng thật và hàng giả, sử dụng hàng giả mà không đạt được hiệu quả, niềm tin vào thương hiệu sẽ giảm sút và khách hàng có thể rời bỏ. Hàng giả thường không được kiểm soát chất lượng, do đó có nguy cơ gây hại đến sức khỏe. Trên trang web của thương hiệu và các mạng xã hội, chúng tôi đã cảnh báo người tiêu dùng không mua sản phẩm giả mạo hoặc các trang web lừa đảo. Dù số vụ việc do lực lượng quản lý thị trường phát hiện giảm, nhưng tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm về nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, đặc biệt là lĩnh vực thương mại điện tử tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi thấy rằng là chúng ta người tiêu dùng ấy, còn có cũng rất là nhiều người tiêu dùng, nhiều khi là mua hàng hóa trôi nổi. Do là quảng cáo thì nghe rất là hay, ví dụ trên các mạng xã hội mà mình không kiểm tra được cái sự chính thống xác thực của người bán. Đấy, chỉ vì rẻ thôi mà mua thì nên là cái nguy cơ nó rất là cao. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta trước khi mua sản phẩm gì thì cũng nên tìm hiểu từ hãng xem là họ bán ở đâu, phân phối ở đâu, cửa hàng như thế nào. Theo Ban Chỉ đạo 389, riêng tháng 11 này, các lực lượng chức năng đã xử lý hơn 1.800 vụ vi phạm buôn lậu và gian lận thương mại hàng giả, thu nộp ngân sách 415 tỷ đồng. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là quần áo thời trang, tất, giày dép, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phụ tùng ô tô. Theo chúng tôi thì giải pháp then chốt trọng tâm vẫn là giải pháp chúng ta là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cái tổ chức và cả người tiêu dùng khi tham gia các hoạt động thương mại điện tử, đảm bảo cho hoạt động thương mại điện tử phát triển bền vững, lành mạnh và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế. Ngày 25 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 119, yêu cầu các bộ ngành liên quan và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng, việc kiểm soát hàng hóa kinh doanh trên môi trường online, kiểm tra chất lượng hàng hóa, việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm sẽ được quản lý chặt chẽ hơn.